Dự phiên tòa. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe, tôi xin phép trong quá trình xét xử, nếu được hội đồng cho phép, thì cho phép tôi được ngồi, được sử dụng thuốc và nếu có nhu cầu về cá nhân, xin phép được ra ngoài. Bị cáo ơi.